Chào tất cả anh chị em. Chúc cả nhà một ngày mới bình an. Và bao nhiêu trong số anh chị em đã biến cái thói quen thành máu thịt của mình à? Bởi cái thói quen hạnh phúc, thịnh vượng, bình an của SE đó thành máu thịt của mình à? Hôm nay rất là vui, trên màn hình số 1 thấy cô Hà đang ngồi ở đây. Hey cô Hà, chào cô Thanh Hà nhá. À, lâu lắm mới thấy cô Hà xuất hiện ở màn hình số 1. Còn bữa là xuất hiện ở màn hình số mấy thầy không nhìn thấy. À, cảm ơn cô Hà. Cô Hà đến ngày nay không biết là bao nhiêu ngày rồi, không biết được 200 ngày chưa, không biết là cái thói quen của buổi sáng nó đã trở thành hơi thở của mình chưa, đúng không? À, cái thành công nó đơn giản lắm, nó chỉ là hệ thống thói quen thôi mà. Ừ. Nếu anh chị em mong muốn mình có cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an thì trang bị cho mình cái hệ thống thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Mà đã là thói quen thì nó như hơi thở vậy. À, nó như là hệ thống tuần hoàn mình vậy, nó lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Và nó cần lặp đi lặp lại. Có khi anh chị em trên phòng Zoom thấy có những chuyện thầy Thái nói hoài thôi à. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội. Bao nhiêu anh chị em cái câu này nó đã trở thành câu slogan trong nhà mình rồi. Có nhiều gia đình thì câu này ban đầu chỉ có một mình thôi. Ừ, sau này đến con của mình nó thấy mẹ nói hoài nó cũng bắt chước. Sau này bố bây giờ cũng phụng sự xã hội, phụng sự xã hội. Đúng không? Tức là nó thành một hệ thống thói quen, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội. Chỉ cần có ba cái thói quen này thôi, nó tạo nên một cái sự lợi hại vô cùng tận, lợi hại lắm. Đó. Nếu mà mỗi ngày mình cứ thấm đẫm cái thói quen là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội, mỗi ngày cứ làm đều chi vậy thôi, là tự động có nhân hiệu, tự động có thương hiệu, tự động có tiền, tự động hạnh phúc và tự động bình an. Bao nhiêu chị em tin điều này, comment số 1. Ừ. Nó là một bộ ba lý tưởng lắm, một bộ ba của giá trị cốt lõi cực kỳ lý tưởng. À, và nó là cái bí mật để tôi xây dựng ra cái mạch của SE đấy. Ừ. À, cái bí mật xây dựng của SE thì nó có cái số 1 là một giấc mơ. Một cái giấc mơ đó là cái số 1. Cái số 2 thì từ một giấc mơ đó tôi triển khai ra thành hai triết lý. Một cái giấc mơ nó triển khai ra thành hai cái triết lý. Ừ. Và triển khai tiếp ra thành ba cái giá trị cốt lõi và triển khai xuống 7 cái thói quen. Còn tất cả những cái đằng sau là nó dần tiếp theo. Đúng không ạ? Cho nên là cái giấc mơ nó cực kỳ quan trọng, mà muốn biết biến giấc mơ nó thành sự thật thì mình phải xây dựng cho mình cái triết lý, hệ giá trị và niềm tin. Rồi mình thực hành cái thói quen này mỗi ngày. Vậy anh chị em mình thực hành cái thói quen, hôm qua tôi có phân tích cho anh chị em kỹ hơn về cái gì gọi là phụng sự, đúng không? Phụng sự mà có điều kiện thì kết quả của phụng sự đó nó trở về không. Phụng sự mà yêu cầu có điều kiện á, trở về không. Yêu thương mà có điều kiện, không khéo nó trở thành thù hận. Tức là yêu thương mà có điều kiện á, không khéo nó trở thành thù hận. Tại vì cái điều kiện của mình nó không gắn với điều kiện của người kia. Cái mong muốn của mình nó không gắn với mong muốn của người kia. Tôi lấy ví dụ, có một người mẹ lấy chồng thì hai vợ chồng đều là bác sĩ. Hai vợ chồng đều bác sĩ. Thì trong cái bối cảnh hai vợ chồng là bác sĩ đấy thì có một đứa con gái duy nhất thôi. Thì đứa con gái này lớn lên trong một cái gia đình cha mẹ là bác sĩ. Cha mẹ đều là bác sĩ. Thì tưởng từ bé thấy bố mẹ mặc áo trắng thì cứ thấy con bắt chước mặc áo trắng, tưởng đâu con mê làm bác sĩ. Và cứ lớn lên như vậy, bố mẹ định hướng luôn là con phải học bác sĩ. Và trong mọi thứ gieo trong tâm gieo nó vậy, là con phải làm bác sĩ. Nó học rất là khó khăn vất vả để nó đậu được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đứa bạn của tôi luôn nhé. Nó đậu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
và song song đó thì nó cũng đậu được đại học sư phạm. Nhưng mà cái bạn gái này á là bạn nó thích sư phạm cơ, tức là thích chia sẻ cơ, nhưng mà bố mẹ thì muốn cho bạn ấy làm bác sĩ, cho nên quyết định là cho con học y. Cho con học y thì đến năm thứ tư, cái năm mà đi đi thực tập á, đi thực tập mà mổ xác người á, đi thực tế á, và cô bé này là được thực tập mổ một cái xác, mổ xác người được thực tập rồi cũng không có vấn đề gì, tại vì nó là xác trong nhà xác không có vấn đề gì. Xong rồi qua cái ca đó thì nguyên cái nhóm bạn nó đến một cái phiên thực tập, làm là đi thực tập là vô cái phòng mổ thật, thì khi mà thấy mổ mở mổ cái mổ mổ bụng, mở cái lục phủ ngũ tạng ra, thì cô bé này chạy ra nhà vệ sinh ói và xỉu trong nhà vệ sinh, và sau đó về nhà là cô bé nó không còn bình thường được nữa, tức là một cú sốc rất lớn. Và cứ hôm sau cứ lên trường mặc cái áo blue lên là ói, cứ mặc cái áo blue lên là ói, và cứ cái nỗi hoang mang đó cô bé vẫn về nhà kỳ vọng quá lớn, học rất là giỏi các bạn, học rất là giỏi, thì kết quả là cứ một thời gian rồi bình thường trở lại, sau này chữa lành xong lại cho đi học, cứ như vậy nó lặp đi lặp lại. Và cô bé cuối cùng là trở thành người không bình thường luôn, không bình thường luôn. Và phải hết 2 năm sau thì cô ấy mới có khả năng đi học lại, đi học lại, có khả năng đi học lại được. Nhưng mà đi học lại được rồi cũng không học được luôn, và bố mẹ vẫn cố chấp, bố mẹ cũng cố chấp là con phải học bác sĩ. Và cuối cùng cái tình yêu thương của bố mẹ ấy vô minh ấy làm đứa con đó trở thành một người điên, đứa con gái nó trở thành một người không bình thường luôn, rất đẹp rất giỏi, trở thành người điên. Cho nên đôi khi cái tình yêu thương của cha mẹ dán nhãn cho con ấy, mong muốn con làm, mong cầu quá về con của mình á, cái mong cầu của tình yêu mà có điều kiện đó đôi khi nó trở thành thù hận. Và nếu như anh chị em nhìn lại, soi chiếu lại phụ huynh và kể cả giáo viên, thì đã bao nhiêu phụ huynh mình có những thứ cái mong cầu của cha mẹ mình ép con mình làm những thứ con nó không thích, nhưng mà vì nó sợ ba nó quá, nó sợ mẹ nó quá, nó làm cái việc ấy, nó học cái môn ấy nhưng mà nó không có hạnh phúc, và biến những cái việc làm nó trở thành cái nỗi sợ hãi và nỗi đau trong con. Và bao nhiêu anh chị em đã từng bắt vợ mình hoặc chồng mình làm cái điều gì đó họ không thích, vì thương mình, vì nể mình, vì muốn mình vui họ làm, nhưng họ làm xong họ buồn, họ bị mất cái tự do, mất cái hạnh phúc. Và chính cái việc làm đó có nỗi đau. Và bao nhiêu thầy cô đã ép những học trò của mình phải học cái môn của mình thật là xuất sắc, nó sợ quá, bởi vì thầy cô khó khăn quá, thầy cô nghiêm khắc quá, nó sợ và nó phải học, và nó không học môn khác, và nó học xong riết rồi nó sợ luôn, nó nhìn mặt bà cô ấy, ông thầy ấy, nó ghét luôn. Thì biến cái tình yêu, nếu tình yêu vô minh á, tình yêu có điều kiện đôi khi nó trở thành thù hận. Và ngay cả cái việc làm từ thiện, như hôm qua tôi phân tích, nếu làm từ thiện có điều kiện, không cần bạn làm từ thiện là cho người khác bao nhiêu tiền, cái của cho không bằng cách cho, đúng không anh chị? Không cần mình cho bao nhiêu tiền, mình giúp khác bao nhiêu, nhưng mà cái đứa bán vé số nó có 5.000 thôi, nó góp vào quỹ từ thiện COVID còn hay hơn những nhà giàu mà cho hàng chục tấn gạo xong rồi đăng lên truyền thông, đăng lên báo chí hô hào sùm để làm cái câu chuyện phía sau. Nó không phải vậy, nó không phải vậy. Đấy, cho nên nó có điều kiện như vậy. Vậy thì cái thói quen tiếp tục cái phụng sự là phụng sự vô điều kiện thì đó mới tạo nên phúc đức. Còn phụng sự có điều kiện thì nó là một cuộc mua bán. Yêu thương vô điều kiện
có thể hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu, yêu thương vô điều kiện, là một cái tình yêu bền vững. Còn yêu thương có điều kiện là một vụ mua bán. Mà các bạn biết nguyên tắc của mua và bán: người bán đưa sản phẩm, người mua nhận sản phẩm, trả giá xong, phi vụ đã kết thúc. Người mua và người bán được thông qua một cái sản phẩm giao dịch và nó quay lại một cái trạng thái mới. Sang phản, nó rất sang phản. Thuận mua vừa bán. Có những người bảo cái nhà này tôi mua của bạn là 1 tỷ, nhưng mà một tháng sau nó lên 5 tỷ, bạn nợ tôi bạn nhờ tôi mà bạn có được 4 tỷ lợi nhuận. Không, không phải vậy. Sang phẳng, lúc mua lúc bán, kết thúc phiên giao dịch đó là xong. Và anh chị em cảm nhận rất, rất là rõ câu chuyện này trong thị trường tài chính, thị trường tiền kỹ thuật số. Mỗi hôm trước mua một đồng tiền đó là một tôi sẽ lấy ví dụ như 10 triệu thì hôm sau lên 20 triệu. Trả cho tao đây, trả tao 20 triệu, trả tao 10 triệu, hôm qua mày mua giờ mày trả tao 20 triệu. Không có chuyện đấy. Cho nên là giao dịch xong là thôi. Như vậy yêu thương có điều kiện là một cuộc mua bán. Xong, không ai nợ ai. Xong, không ai nợ ai. Cho nên trong cuộc sống rất là nhiều cặp đến với nhau vì một cái điều kiện kết thúc xong. Đúng không? Phụng sự có điều kiện cũng vậy luôn các bạn. Cũng vậy luôn. Khi mình làm một việc gì đó cho người khác, mình phụng sự, mình ngụy trang phụng sự để mình làm cái lợi ích cho cá nhân mình thì nó có điều kiện. Và khi mình phụng sự một mà mình đòi hỏi hai thì là lúc mình là người tham lam, mình trở thành người ích kỷ. Và cái sự tham lam ích kỷ nó tạo thành cái biển chết. Nó tạo thành cái biển chết. Ở Do Thái nó có cái biển chết, chỉ có nước vô thôi chứ không có nước ra. Và nó tạo nước vô xong rồi bốc hơi nó rất là mặn. Cho nên trong nó không có sự sống. Mà nguyên tắc của nước là phải thông dòng thì nước nó mới sạch. Còn nước mà tù là nước hôi thối. Nước mà nước tù á là nước hôi thối. Tất cả cái hồ tù, ao tù đều là nơi cho vi khuẩn, vi trùng và nó rất là hôi thối ở trong đó. Cho nên bản chất của nước phải lưu thông, nhận rồi phải cho. Thế nên là cái yêu thương vô điều kiện, biết ơn vô điều kiện và phụng sự vô điều kiện thì nó mới tạo được cái phúc đức. Nó mới tạo được phúc đức. Còn nếu các bạn còn mắc kẹt trong tâm trí chuyện này là vô tình mình tạo phúc, mình nghĩ là mình tạo phúc nhưng mà mình lại đổi thành tổn phúc. Mình nghĩ mình tạo phúc nhưng mà trong tâm trí của mình đặt điều kiện và cái điều kiện của mình lớn hơn cái mình làm thì vô tình mình tổn phúc mà mình không biết. Và đừng có hỏi tại sao chết bất đắc kỳ tử mà không biết. Tại vì mình đổi cái phép sai. Mình đổi cái phép sai, mình có phép đổi sai. Thay vì mình cứ nghĩ mình phụng sự. Nhưng mà mình có điều kiện mà. Mình đổi lớn hơn. Đó. Cho nên cái này hiểu sâu nó. Thì cái luật của vũ trụ rất công bằng. Vũ trụ cho không nhưng không, đúng không? Từ ánh sáng đến không khí đến sự sống của mình. Cho mình không nhưng không như vậy, nhưng mà mình lại đặt điều kiện trường ngược lại cho mình phá hoại môi trường chết. Mà Covid nó đang nhắc mình nhiều thứ lắm các bạn đó. Và cái suy nghĩ tích cực đã nói hôm trước nhiều rồi. Đến cái phần mà anh chị em mình quản trị cảm xúc, làm thế nào để quản trị cảm xúc, làm thế nào để suy nghĩ tích cực thì hôm trước tôi cũng chia sẻ với anh chị em rồi, đúng không? Và mình phải nghiêm túc cái việc này. Nghiêm túc cái việc này. Mình có làm cho nhiều vô xong rồi trong gia đình của mình, một cái suy nghĩ tiêu cực đôi khi nó đến từ trong tiềm thức mình không biết.
và mình không quản trị được cảm xúc. Thế là một cái hành động dại dột của mình nó phá vỡ bao nhiêu năm hạnh phúc chỉ vì một cái suy nghĩ tiêu cực thôi, chỉ có một cái vết chạm nhỏ thôi, mình cứ che chuét nữa. Phụ nữ có khả năng che chuét rất tốt, phụ nữ vô cùng tuyệt vời, nhưng mà có khả năng che chuét của phụ nữ nó cao phủ đó. Một cái chuyện cũ nhắc tới nhắc lui 100 năm vẫn không quên, che chuét thì cuối cùng là cái tốt đẹp nó bị lem lúa đi, bởi vì khả năng che chuét của mình. Cho nên nếu có thể thì việc lớn biến nó thành nhỏ, việc nhỏ thì biến nó thành nhỏ hơn, và nhỏ hơn rồi biến nó thành không có. Những cái nỗi đau nên như vậy, cái vết thương lớn thì nên chữa lành nó để nó lành dần đi, nó thành vết thương nhỏ hơn, nó thành vết sẹo tốt hơn thì chữa sẹo. Đó là cách mà vun sới gia đình, cách mà vun sới mối quan hệ tình thân. Còn đừng có vết thương có chút xíu thôi gãi cho nó rét đó, rồi che chét nữa, rồi gãi xong em bôi chỗ khác, rồi cũng lai chỗ khác nữa, cuối cùng toàn thân toàn là ghẻ không à. Trong khi có vết thương chút xíu à. Bao nhiêu anh chị em thấy đã có rất nhiều người thực hành cuộc đời của mình với cái kiểu che chét, một vết thương chút xíu thôi che chét, rồi nó lành xong rồi còn lại sao nữa, thỉnh thoảng nhắc lại bới tung nữa lên, bới tung cái vết thương nó lên. Ngày xưa đó anh nhớ, ngày xưa nhớ lúc em cưới anh đó, ngày xưa đó, anh nhớ hồi đó người yêu cũ của anh không, để che chét nữa. Phụ nữ bị vậy đúng không? Không biết tôi nói đúng không, đây là tâm lý phụ nữ, không biết đúng không, chắc đúng nhiều nhỉ. Đúng nhiều nhỉ. Và cái thói quen đó nó phải duy trì để nó phải được chữa lành mọi thứ đó, thì cuộc sống mình mới hạnh phúc bình an được. Còn không thì những lý thuyết nó trở thành lý thuyết. Và đến cái thói quen hành động chính trực nó mới quan trọng. Chính trực đó là làm đúng. Chính trực, định nghĩa của chính trực đơn giản lắm, chính trực là làm đúng. Và làm đúng với ai? Có những người có cái khả năng ngụy trang cực tốt. Họ nói tôi làm rất chính trực là tôi làm đúng. Mà làm đúng với tôi, làm đúng với tôi, làm đúng với quan điểm của tôi. Thưa anh chị em, làm đúng với quan điểm của mình là cái đúng vô minh nhất, tại vì mình không hiểu mình thế nào là đúng. Có những người rất cần tiền trong thời điểm đó, họ làm mọi giá bất chấp để họ kiếm tiền, thì đối với họ trong cái bối cảnh đó là đúng. Nhưng mà họ kiếm tiền đó, họ sát thương rất nhiều người. Có rất nhiều người mê danh vọng, mê danh vọng, thì trong cái thời điểm đó họ thấy là họ làm mọi thứ để họ chiếm đoạt cái danh vọng của mình, nhưng mà họ quên rằng cái danh của họ, họ chà đạp lên rất nhiều người, và cái danh của họ phồng lên, họ cướp rất là nhiều người ở phía dưới của họ. Thì cái chính trực đó có đúng không? Có rất nhiều người muốn lên một cái ghế ngồi mà chà đạp rất là nhiều người, làm rất nhiều thủ đoạn để lên một cái ghế ngồi, thì họ làm đúng đó, làm đúng với chính họ đó. Nhưng mà rồi thì sao? Có những người vợ, em làm đúng á, em làm đúng á, nhưng mà đúng với em, đúng với cảm xúc của em, còn với anh nó không đúng. Và ngược lại cũng vậy, đúng không? Đúng, có anh bạn nói hệ quy chiếu, đúng với chính mình là đúng bé nhất, nhưng mà đúng với ai? Khi mà làm đúng phải soi thêm đúng với chính mình chưa, và chính mình thì có đúng với cái thứ gọi là lương tâm của mình không, và đúng với pháp luật không? Đó là làm đúng ở cấp độ số 2, nó phải được cộng cái số 1 với hai cái kia lại. Đúng với mình rồi, thời điểm đó cái việc đúng đó, nhưng mà phải soi với lương tâm xem việc đó có đúng không. Cái việc này mình có bình an không? Có thanh thản khi làm việc này không? Và đối chiếu với pháp luật xem mình làm cái này có vi phạm luật pháp không? Là đúng cấp độ số 2. Và đúng cao hơn là đúng với cái quy luật của vũ trụ. Đúng với luật vũ trụ. Mình làm điều này có tổn hại gì đến
đến bất kỳ ai không? Có tổn hại đến con người, có tổn hại đến thiên nhiên, có tổn hại đến những vật vô tri vô giác, và có tổn hại gì đến cái được gọi là tâm linh không? Cái việc này làm đó, mình làm đó, nó có ảnh hưởng đến một cái sự sống sinh linh nào không? Thì đó mới là cái đúng lớn anh chị. Thì khi phân tích cái phần mà cái sự chính trực với vũ trụ này, đôi khi nó đụng chạm rất nhiều người. Tại vì lâu nay mình chỉ làm đúng với chính mình là nhiều, và mình không soi lại cái lương tâm. Mỗi ngày không soi lại cái lương tâm của mình, xem mình có đúng với lương tâm không, có đúng với luật pháp không. Và mình cứ lo âu, bởi vì mình làm sai mình lo âu. Còn mình làm chính trực, nếu mỗi ngày mình rèn luyện cái thói quen chính trực này, cuộc sống của bạn vô cùng bình an. Đây có gì sai đâu. Đúng với vũ trụ là cứ thế mà an nhiên mà sống. Còn lúc đó mình làm đúng với vũ trụ rồi, cứ thản nhiên mà sống, âu chết cũng là số phận thôi mà. Yeah. Miễn là làm đúng, miễn là bình an, thì cuộc sống của mình sẽ bình an anh chị em. Và cái sự ngay thẳng chính trực để bảo tồn sự sống trong tình yêu xưa, yêu thương, ngay thẳng chính trực bảo vệ sự sống trong tình yêu thương, đó là cái logo đầu tiên triết lý của SE. Ngay thẳng chính trực bảo vệ phát triển hạt nhân sống trong tình yêu thương, đó là một nhiệm vụ, đó là một nhiệm vụ. Và bây giờ xin mời anh chị em hiểu kỹ hơn một cái nhiệm vụ đến từ thầy giáo đẹp trai thầy Khiêm Nguyễn ạ. Xin mời thầy Khiêm Nguyễn thực hiện nhiệm vụ. Hello thầy Khiêm ơi, thầy Khiêm đẹp trai ơi, thực hiện nhiệm vụ ngay thẳng chính trực yêu thương nào. Ok rồi, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nghe Khiêm Nguyễn nói gì không? Nghe rõ không? Nghe rõ comment rõ ha. Hôm nay Khiêm Nguyễn với thầy Thái, Khiêm Nguyễn với thầy Thái hôm nay chia sẻ một cái chủ đề thì Khiêm Nguyễn cũng hoang mang lắm, nhưng mà kệ đó, nữa mà không sao cả, chúng ta cứ chia sẻ thôi. Rồi. Rồi ok. Rõ đúng không? Good. Rồi cho Khiêm Nguyễn hỏi một cái buổi sáng này mọi người ơi. Right. Cho Khiêm Nguyễn hỏi cái buổi sáng này. Sáng nay khi mọi người mở mắt ra ấy, thì cái nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là cái gì? Mọi người đã hoàn thành đó chưa? Comment cho Khiêm Nguyễn coi. Hôm nay mở mắt ra cái nhiệm vụ đầu tiên của mọi người là cái gì? Comment cho Khiêm Nguyễn coi. Vào học. Mở máy tính. Mở Zoom. Cầu nguyện. Vào Zoom. Ok. Ok. Hôm nay mình có nhiều cái lắm nha. Nhiệm vụ đầu tiên một ngày. Mở mắt là thiền. Mở mắt là DWC. Mở mắt là vào học. Ok, hít thở. Ok. Good. Rồi, ok. Tại sao mà khi Nguyễn hỏi mọi người cái này á, là vì á, cái đầu tiên này á, nó rất là quan trọng. Được không ạ? Cái nhiệm vụ đầu tiên á, hôm nay chúng ta chia sẻ về chủ đề nhiệm vụ đúng không? Một ngày á, chúng ta có... Nói thẳng ra nếu mà theo cái ngôn từ nha, tại cái chữ nhiệm vụ nó xuất hiện trong cái trong nhiều thứ, nhưng mà khi mình chia sẻ cho các bạn, thực ra mỗi ngày chúng ta mở mắt ra là một chuỗi các nhiệm vụ khác nhau, đúng không các bạn? Một chuỗi các nhiệm vụ khác nhau, right? Một chuỗi các nhiệm vụ khác nhau để cho các bạn hoàn thành một cái ngày. Và hôm nay khi Nguyễn chia sẻ một cái chủ đề thì nó rất là, nó gọi là nó rất là thấp, tức thấp có nghĩa là sao, nó rất là thực tế, được không? Nên là khi Nguyễn nói với các bạn nghe, có bao nhiêu các anh chị chúng ta từng đi tham dự khóa học ấy. Ngày xưa khi Nguyễn cũng từng đi tham dự rất là nhiều khóa học. Có những khóa học tới á, thì khi Nguyễn học những cái điều nó rất là bay bổng. Được không ạ? Nghe nó rất là thú vị. Được chưa? Nghe nó rất là hay, nghe nó rất là sướng, nghe nó rất là đã, nghe nó rất là ok. Nói chung là tất cả mọi thứ, tức là mình nghe những cái ngôn từ nó rất là bay, rồi chúng ta sẽ học về thành công này, chúng ta học về hạnh phúc này, rồi chúng ta học về làm sao để tiến tới thế giới này, những cái tầm nhìn cao đẹp ABC thì get a lot job, được không các bạn? Và chúng ta có cái năng lượng rất là cao, chúng ta có một cái năng lượng rất là mạnh mẽ, chúng ta ngay trong cái lớp học đó là chúng ta oh yeah we are strong, được chưa? Được chưa? Nhưng chỉ có điều là vừa về nhà hình như nó siêu dần. Nó siêu dần. Alo, đúng không?
Rồi sau đó mình lại thấy mình thấy siêu quá, mình lại không làm được cái gì, mình thấy siêu quá cái mình lại đi tham dự cái khóa học tiếp theo, lại nâng lên nâng lên nâng lên nâng lên nâng lên đến cái kịch, cái xong về lại siêu 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 lại siêu. Nên cuối cùng cái cuộc đời mình nó giống như cái anh xin, được không các bạn? Ok, ai từng giống vậy rồi comment nhé cho Kiều Nguyễn cái, y như nói em. Ai comment cho Kiều Nguyễn cái chữ đó coi. Ok, good. Hôm bữa mọi người học thầy Kenbe rồi đúng không? Mọi người biết là thầy học 7 cái năng lực, trong đó có một cái năng lực rất là quan trọng, đó là năng lực self-motivate. Self-motivate tức là tự tạo động lực cho mình. Tại vì nếu như chúng ta phụ thuộc vào những cái động lực bên ngoài ấy, thường thường á là các bạn sẽ bị dính một cái chuyện là các bạn sẽ đi tìm một cái thứ gì đó thổi động lực cho mình, trong khi là các bạn cứ sao, cái động lực của mình nó như cái mút, nó lên xuống. Nhưng mà nếu như các bạn phụ thuộc vào cái động lực bên ngoài á, thì thường các bạn sẽ tìm tới những cái nơi đã từng tạo động lực cho các bạn. Right, các bạn sẽ lên, các bạn có động lực, các bạn về, các bạn xỉu, các bạn lên, có động lực, các bạn về, các bạn xỉu, lên, có động lực, các bạn về, các bạn xỉu. Nó y chang như vậy luôn. Và hôm nay nó liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay của Kiên Nguyễn. Và tại sao Kiên Nguyễn hỏi mọi người á, là cái nhiệm vụ đầu tiên của một ngày nó rất là quan trọng. Nó quan trọng sao các bạn? Nếu như self-motivate thì cái nhiệm vụ đầu tiên trong một ngày đó chính là cái nhiệm vụ tạo động lực cho các bạn nhiều nhất. Right, nó là một cái nhiệm vụ nó tạo cho các bạn nhiều nhất. Ok, tại sao vì như vậy nè? Tại vì nếu như mà mọi người mà ở đây bao nhiêu mọi người biết cái xe đạp đâu giơ tay? Cái xe đạp. Biết cái xe đạp không? Cái xe đạp. Ok. Cái xe đạp các bạn có để ý cái bước đầu tiên nó rất là nặng không? Mình ngồi lên cái xe đạp xong mình đạp cái bước đầu tiên nó rất là nặng. Được không các bạn? Nhưng mà nếu như mình đạp cái bước đầu tiên nó mà rất là nặng á, nó rất là nặng nhá, nhưng mà chỉ cần vài bước thôi là các bạn thấy cái xe nó bắt đầu nhẹ dần. Bao nhiêu bạn thấy điều đó? Được không ạ? Cái đó người ta gọi là khởi động. Right. Bao nhiêu bạn thấy cái điều đó? Tức là chỉ cần cái xe đạp và chúng ta đạp một phát thôi, đạp 2-3 dòng lần đầu tiên nó rất là nặng nhá, nhưng mà bắt đầu nó sẽ mềm dần, nó sẽ mềm dần. Right, nó sẽ mềm nhầm. Là vì nó có một cái điều như sau, nó có một cái thứ người ta gọi là momentum. Được không ạ? Dịch ra theo tiếng Việt thì dịch cái kiểu nó giống như là cái kiểu người tạo cái khởi động ban đầu, hay nó gọi là cái giống như cái bánh đà. Được không các bạn? Tức là một ngày của các bạn nó cũng y chang như vậy, một ngày các bạn nó khởi động trơn tru hay không là do cái nhiệm vụ đầu tiên. Được không các bạn? Là do cái nhiệm vụ đầu tiên. Nếu các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên này, bạn có ý thức và thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên này và bạn hoàn thành nó, thường cái ngày đầu tiên này của các bạn nó rất là sao? Nó rất là go smooth. Tức là nó rất là sao? Nó rất là trơn tru ở cái nhiệm vụ đầu tiên. Được không? Dĩ nhiên khi Nguyễn sẽ nói, lát thì sẽ nói cái thành phần của nó. Right. Được chưa? Ừ. Và nó có một điều nữa nè. Thực tế những cái khóa học á, nó cái khóa học tạo động lực á, nó không có gì là xấu nha các bạn, nó không có gì là xấu, nó rất là bình thường thôi. Nên thường chúng ta về chúng ta đổ thừa cái khóa học đó thường là sai. Nếu mà chúng ta đi học cái khóa học đó xong á mà chúng ta về chúng ta nghĩ là ồ nó cần động lực nữa, xong rồi các bạn phát hiện thời gian sau các bạn đi rồi phải có động lực rồi về không có động lực, thường các bạn sẽ đổ nhiệm vụ đó cho cái người diễn giả, nhưng mà thực ra nó không đúng. Suy nghĩ kỹ coi nó thuộc về ai, nó thuộc về mình. Right. Người ta thổi động lực cho các bạn, đó là nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ của họ khi các bạn đến bất kỳ một khóa học nào, một cái buổi sale nào, tham dự bất kỳ điều gì, thì cái động tác tạo động lực đó là một phần của nhiệm vụ của họ. Được chưa? Nhưng bạn tới đó, bạn được thổi động lực xong về, các bạn bị mất động lực là vì các bạn không hành động. Và chúng ta quên mất là chúng ta không trẻ nhỏ. Cái đó, những cái to lớn nó ra thành những cái nhiệm vụ nhỏ để chúng ta bắt đầu làm. Right. Nên là các bạn để ý này. Bây giờ các bạn có cái tờ giấy trắng như vậy không? Các bạn có cái tờ giấy trắng không? Bạn lấy một tờ giấy trắng rồi bạn xếp y chang như vậy cho thầy Kim. Cho Kim Nguyễn. Được không các bạn? Các bạn có tờ giấy trắng rồi các bạn xếp ra. Ok. Các bạn xếp y chang như vậy cho xếp hình chắc chắc. Được không các bạn? Xếp gì ạ? Được nè. Được chưa? Lấy cái tờ giấy trắng này đúng không? Đầu tiên là các bạn lấy đây một tờ giấy trắng này, các bạn xếp ngược lại. Được chưa? Sau rồi các bạn xếp lại nó ra cái hình chắc chắc.
Rồi, ok. Được không? Làm chưa? Làm thử đi. Nhiệm vụ của bạn sáng ngày hôm nay là như vậy nè. Để khi Nguyễn giúp cho các bạn trẻ nhỏ. Ok, đây là nhiệm vụ của bạn đây. Ok. Được chưa các bạn? Được chưa? Có tờ giấy này chưa? Ai có rồi? Đây, nhiệm vụ của các bạn là có một tờ giấy. Được chưa? Xong rồi đầu tiên đây là tờ giấy nè. Cái này bạn xếp xuống. Ok. Sau các bạn lật ngược lại. Rồi cái này bạn xếp lên. Ok chưa? Ai làm? Làm chưa? Làm chưa? Để khi mình sẽ chỉ cho các bạn một cái kỹ thuật. Vui lắm. Ok. Rồi. Nghe nhá. Đây là một tờ giấy. Được không các bạn? Các bạn xếp. Đầu tiên các bạn xếp ngược nó lại. Sau các bạn quay lại các bạn xếp ngược nó lên. Được chưa? Và nó thành một cái tờ giấy. Và các bạn có cái tờ giấy thì đi các bạn sẽ biết làm sao để chúng ta ra được các cái nhiệm vụ nhỏ. Đúng không? Tại vì hồi sáng thầy nói rồi, các bạn có một cái gì đó nó rất là lớn lao, nhưng mà rất tiếc là các bạn có cái động lực rất là ok, nhưng mà cái động lực đó mà nó không chuyển thành cái hành động đó, là lập tức cái động lực nó sẽ bị chìm xuống. Được không các bạn? Vì không làm gì nghĩa là làm biếng.